Xin chào các em, đã đến với kênh YouTube của Hưng Thích. Tôi trò chơi ô tô. Ô tô tải đã lấy được thùng xe. Có nhiệm vụ là chở hai chiếc xe ô tô này đi ô tô hướng dẫn này, đấy là cẩn thận nhá. Container cho container trên tàu và trở đi xuất khẩu sang các đất nước. Trên tàu vừa rồi mình đã hoàn thành nhiệm vụ là chở tàu đến ô tô đến cảng, và bây giờ là xe ô tô từ trên tàu xuống tới đất liền. Ô tô khoảng mấy phút thôi để hoàn thành. Đi hết giờ, số giờ 2 phút 39 giây. Đưa 4 chiếc xe cảnh sát này đi đến nơi an toàn. Hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục sát xuống. Rửa xe. Đây là bãi rửa xe cho ô tô cảnh sát. Đấy, nhìn chưa? Rất là hiện đại. Ok. Tôi đã mới bắt bắt police. Cả một tàu cảnh sát luôn. Chúa. Xe thùng ăn với đứa quá bật đấy, xem sau khi rửa thì nó sẽ trắng sáng nha. Đấy, bóng luôn. Cái này mình cũng để ý, mình cũng tưởng là đấy là màu sơn của xe đốm vậy. Bây giờ mình biết là qua hốt hai cái đại mã bắn lên là nó mới lên. Đảm bảo cung đường đi qua những cái chiếc coi không được lái linh tinh, không có việc làm màu rồi. Cái cầu đưa xe đến ok. Đã màu vàng nhưng không có xe thùng. chở hai ô tô đi đến điểm của mình. Tiếp đầu có cả đen của sóng. Chúng ta đi thì không thấy cầu bắc qua biển này. Với hai chiếc xe rồi, tiếp tục nha. Xe container đi rất là chậm và dài này, đi cẩn thận đấy, rất là ác chiến luôn. Anh đấy gì cái đấy đi. À, chơi là xe cảnh sát. Container đang chở 4 chiếc xe cảnh sát đi. Rồi công ty này chết rồi. Hết rồi. Tôi bán cho bên đó à, cũng là 200 à không, có cái nào 240. ít nhưng mà slow luôn. Vì là mình có người hướng dẫn đứt nhưng mình sẽ không đi cho lộ trình mà đâm luôn là đứt luôn cho nhanh. Ok, đã hoàn thành nhiệm vụ. quay đây là đang với tối buổi đêm, đường thành phố đã lên đèn. Quay ở rất là xa nên là khó nhìn, nhưng mà chúng ta sẽ có mũi tên hướng dẫn đường đi mình làm. Tàu đã những góc rất là an toàn và mình vẫn pha rất quay. Mình chưa rõ cái tiền mình dùng sẽ là gì? Có ô ly à chị ơi. Ô ly ạ. Xe công rất to, chở có 4 cái xe máy. Xe công giờ biết thế này. Quả là biết này chỉ tiết kiệm được ở trên game nhé. Ngoài đời không thể nào biết như này. 8 xe OK, hoàn thành nhiệm vụ. Và anh xin phép dừng video ở đây. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.